sai rồi, anh Nguyễn Tiến, anh nói sai địa chỉ rồi. Thằng là Linh Nguyễn á, thằng cụi Linh Nguyễn, thằng mắc dạy đó đó, là nó ở Gạch Giá, Kiên Giang, thằng mắc dạy đó đó. Rồi thằng Lê Thương thì ở ngoài Thanh Hóa mà nó tạm trú ở trong thành phố Hồ Chí Minh là ở quận Gò Vấp. Thằng Linh Nguyễn thì 2017 thằng Linh Nguyễn á là nó trong tổ chức của Đào Minh Quân. Nó trong tổ chức Đào Minh Quân nha anh chị. Và nó gửi truyền đơn nha anh chị. Là 2017 là thằng Linh Nguyễn ở tỉnh Kiên Giang lên hoàng mạng nó xúc phạm, hiện nay giờ nó lên mạng nó xúc phạm bôi nhọ hình ảnh Bác Hồ của chúng ta, bôi nhọ các bác lãnh đạo của đất nước chúng ta, nó chửi bới thằng này, nó rất khốn nạn, nó bôi nhọ như vậy, nó nói xúc phạm hình ảnh Bác Hồ vậy là để cho chia rẽ đảng nhà nước của chúng ta và nhân dân đó, nó làm hạ thấp uy tín Bác Hồ, nó bôi nhọ Bác Hồ để mà để hình ảnh Bác Hồ rồi không còn đẹp trong lòng nhân dân nữa. Đó là cái bọn phản động này, đó là âm mưu nó rất cực kỳ nguy hiểm. Năm 2017 thì thằng Linh Nguyễn là trong tổ chức của thằng Đào Minh Quân. Dạ em chào anh Chu Hoang. 2017 thằng Linh Nguyễn là trong tổ chức Đào Minh Quân. Nó được Đào Minh Quân phong làm tỉnh trưởng, hiện giờ nó trốn ở Đồng Nai. Dạ dạ đúng rồi đó anh. 2017 cùng đợt với là Dương Văn Thả đó anh Nguyễn Tiến, thằng Linh Nguyễn á, nó cùng đợt với Dương Văn Thả. Dương Văn Thả là ở huyện An Phú, Dương Văn Thả ở xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang, còn thằng Linh Nguyễn là ở tỉnh Kiên Giang. Dạ em chào anh Nguyễn Tuấn. Thì sau năm sau 2017, sau 2017 thì thằng già Dương Văn Thả bị bắt, thì thằng Linh Nguyễn bắt đầu là công an tỉnh Kiên Giang mời giấy triệu tập nó, là nó trốn khỏi địa phương. Thằng Linh Nguyễn là ở tỉnh Kiên Giang, nó trốn khỏi địa phương, nó trốn đi lên Bình Dương, nó trốn khỏi địa phương, tưởng đâu là nó trốn khỏi địa phương. Rồi nó biết ăn năn hối cải, nó làm lại từ đầu một con người, nhưng mà nó không ăn năn hối cải, tính nào tật nấy. Vậy an ninh Kiên Giang không bắt nó, vẫn bắt anh, vẫn bắt chứ. Nhưng mà cái chuyện đó còn để bên an ninh, mình chỉ là trên đây là mình nói nó thôi, còn cái chuyện mà làm sao mà bỏ sót nó được đâu anh Nguyễn Tiến. Thì sau vụ Dương Thả thì Linh Nguyễn nó trốn khỏi địa phương là ở tỉnh Kiên Giang, nó mới lên Bình Dương. Thì nó trốn lên Bình Dương đó thì nghĩ là công an rồi cũng cho nó một cái cơ hội để nó làm lại từ đầu, coi nó có ăn năn hối cải không. Nhưng mà cái thằng này á, thằng Linh Nguyễn này, nó không ăn năn hối cải, tính nào tật nấy đó. Nó là thằng Linh Nguyễn này, nó lên tất cả những cái trang Facebook của bọn nước ngoài đó, Tăng Thái, Bê Như Trương, rồi con Ngọc Nguyễn, nói chung là tất cả của bọn nước ngoài, nó lên các trang của bọn nước ngoài, nó bôi xấu đảng nhà nước và các bác lãnh đạo đứng đầu đất nước của chúng ta, nó chửi bới, nó xúc phạm để làm chi, nó bôi nhọ các bác để mà làm giảm uy tín các bác lãnh đạo đảng nhà nước ta với nhân dân, nó bôi xấu hình ảnh Bác Hồ, nó xúc phạm hình ảnh Bác Hồ để mà nó làm xấu đi cái hình ảnh Bác Hồ trong mắt người dân. Cái bản chất của thằng Linh Nguyễn này á là nó muốn chia rẽ người dân với đảng nhà nước ta, nó bôi xấu Bác Hồ để mà làm hình ảnh Bác Hồ xấu trong mắt người dân. Đó là một cái âm mưu thâm độc của bọn khủng bố nước ngoài, nó cố tình nó làm như vậy để làm xấu đi cái hình ảnh của Bác Hồ chúng ta, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, và
các bác đứng đầu đất nước, của đất nước lãnh đạo của đảng nhà nước ta. Âm mưu này rất thâm độc anh chị. Rồi kế tiếp thì Duyên nói cho anh chị nè, Vũ Thị Kim Phượng anh chị cũng biết rồi, sáng Duyên có nói mà Duyên nói chưa hết ý, Duyên nói chưa hết ý đâu anh chị biết. Ba chục bốn chục gì? Dạ không. Cái nhóm mà Vũ Thị Kim Phượng này á, anh chị biết cũng trong tổ chức Đào Minh Quân tiếp nữa. Rồi Nguyễn Thị Kim Phượng ở An Giang cũng trong tổ chức Đào Minh Quân, cái tên khủng bố, cái tên mà khủng bố Đào Minh Quân. Nó thành lập là cái gì? Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ở bên Cali, Mỹ đó anh chị. Để Nhiên đưa những cái hình ảnh cái bọn này ra cho anh chị. Đưa cái mặt cái con yêu quái này ra. Em chào anh Đăng Phạm, chào anh Phạm Tiến Dũng. Anh Nhiên à, đưa cái hình ảnh này nè. Đây. Ngu nè, anh chị thấy ngu không? Anh chị thấy con già này nó ngu không? Già như vậy rồi, đó anh chị thấy không? Con này là Vũ Thị Kim Phượng trong tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân. Là trong cái tổ chức là trong tổ chức là khủng bố của Hoàng Đạo Minh Quân là cái gì? Đó là Vũ Thị Kim Phượng anh chị, Nhiên đưa lên hình ảnh này. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức vô vụn lợi. Dạ anh. Đó, anh chị thấy cái hình mà Vũ Thị Kim Phượng Nhiên vừa đưa ra không anh chị? Con ả này nó già rồi, nó cũng như thằng Linh Nguyễn. Anh chị, con ả này nó già rồi, giờ nó và bốn đối tượng này nè anh chị, cho nó sang Mỹ luôn. Cái loại này cho nó trả giá rồi xong mới cho sang Mỹ chứ anh. Cho nó trả giá rồi mới sang Mỹ được chứ, đâu cho đi khơi khơi được anh. Sáng có bé mòn đó, em làm không có được cái clip anh chị, làm chút xíu là xong rồi. Tham gia tổ chức khủng bố quốc gia Việt Nam lâm thời, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, bốn người tại Bình Phước bị tuyên án 5 đến 13 năm tù. Là hồi nãy đây hình ảnh của con của Nguyễn Vũ Thị Kim Phượng nhưng có đưa cho anh chị đó. Ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm với bị cáo Vũ Thị Kim Phượng 51 tuổi, Lê Văn Lạc 55 tuổi cùng ngụ xã Phước Tính, thị xã Phước Long, Nguyễn Thị Kim Duyên 43 tuổi và Lê Văn Sang 49 tuổi cùng ngụ ở Đắk Lắk, huyện Bù Gia Mập cùng quê, cùng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo cáo trạng, từ năm 2015, Vũ Thị Kim Phượng đã lên các kênh YouTube để tìm hiểu về tổ chức khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức phản động lưu vong do Đào Minh Quân cầm đầu, thành lập ngày 10 tháng 2 năm 1991 tại Mỹ. Từ năm 2015 đến 2019, Phượng đã thành lập tài khoản Facebook, Zalo và Viber và thu thập thông tin nhiều người thân trong gia đình, bạn bè, những người tại nhiều tỉnh thành phố để tham gia cái gọi là trưng cầu dân ý do Đào Minh Quân làm tổng thống. Được Vũ Thị Kim Phượng xúi dục Lê Văn Lạc, Nguyễn Thị Duyên và Lê Văn Sang cùng tham gia tìm hiểu về Đào Minh Quân, tổ chức khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đồng thời ba bị cáo là người đồng phạm hoạt động đắc lực thu thập danh sách
1.595 người nha anh chị nha. Con Vũ Thị Kim Phượng này á, nó lôi cả nguyên một cái gia đình đó, và nó lôi tất cả những người ngu muội, một số người ngu muội nghe theo nó khắp tất cả tỉnh, là anh chị biết một con số bao nhiêu anh chị? 1.595 người đó. Anh chị thấy nó ghê tởm chưa? À, nó lôi kéo 159 con người này để âm mưu chống phá đảng nhà nước ta đó, bôi nhọ đảng nhà nước ta, bôi xấu hình ảnh Bác Hồ ta, nhằm âm mưu lật đổ đảng nhà nước ta. Đây là một âm mưu thâm độc của con Vũ Thị Kim Phượng đó. Làm thành viên tham gia trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Thị Kim Phượng 13 năm tù giam cùng 5 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành án. Lê Văn Lạc 7 năm tù cùng tù giam cùng 2 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành án. Nguyễn Thị Kim Duyên 6 năm tù giam, 2 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành án. Lê Văn Sang 5 năm tù và 2 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành án phạt và cùng tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đó, một cái âm mưu của tụi nó rất là ghê tởm chứ anh chị. Cho nên bởi vì bọn chúng lãnh một cái án tù, mức án tù như vậy. Thật sự á, những án tù đó, còn án tù đó là nhẹ anh chị biết không. Nó kêu gọi là 1.595 người thì anh chị tính gần 16.000 người. Mỗi một đứa vậy đó là xuyên tạc đảng nhà nước ta, bôi nhọ để chi đảng nhà nước ta, để mà bôi nhọ đảng nhà nước ta, để làm cho mất lòng tin với quần chúng nhân dân. Anh chị thấy cái bọn mà con Vũ Thị Kim Phượng và cái đồng bọn nó, và thằng Linh Nguyễn, thằng Lê Thương, anh chị thấy không, thằng Linh Nguyễn rồi thằng Lê Thương nữa đây đó, anh chị cái bọn này sẽ trả giá trước pháp luật đó. Nó bôi nhọ đảng nhà nước ta anh chị. Còn thằng Lê Thương nữa đây, còn thằng Lê Thương nữa anh chị, cái bọn nó cố tình xuyên tạc đảng nhà nước ta. Rồi sau cái vụ này nữa nè anh chị, thêm cái vụ này nữa nè, cái bọn phản động lưu vong đó, anh chị cũng biết rồi, anh chị một số anh chị đi lên trên không gian mạng này chung với Nhiên để mà đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của bọn phản động á, thì buông ra cái bọn phản động lưu vong ở bên Cali á, lúc nào nó cũng chỏ mỏ về đất nước của chúng ta đúng không hả? Nhưng mà ở trên đất nước Mỹ anh chị thấy cái vụ vừa qua hả, cái vụ vừa qua mà ông Biden gì đó, rồi ông tổng thống hiện tại đó, ông Biden với ông Trump, một đảng Cộng Hòa nghe không, đảng của ông Trump là đảng Cộng Hòa, còn đảng của ông Biden đó là đảng Dân Chủ đúng không anh chị, phải không anh Long Thủy? Đảng của ông Trump là đảng Cộng Hòa, còn đảng của ông Biden là đảng Dân Chủ anh chị. Khi mà ông bỏ phiếu cho tranh cử tổng thống với nhau, anh chị thấy cái bạo loạn của trên đất nước Mỹ không? Nó cướp, nó hiếp dâm, nó tranh cử tổng thống thôi mà làm gì mà bọn nó náo loạn lên là nó vô nó cướp tài sản của người dân anh chị. Đó là một đảng Cộng Hòa là của ông Trump, còn đảng Dân Chủ là đảng của ông Biden anh chị. Khi mà tranh cử tổng thống đó, nó có liên quan gì đến vụ cướp không anh chị? Nhưng mà có liên quan, mà bọn ba que sọ lá nó không bao giờ đấu tranh hả, nó đấu tranh cái xấu hả, đấu tranh cái xấu của cái trên đất nước Mỹ. Anh chị còn nhớ là vụ mà bỏ phiếu tranh cử tổng thống đó, mà nó vô nó cướp nhà, nó cướp trắng trợn, nó vô nhà dân đó, là nó hãm, nó hiếp, nó cướp tiền của người dân. Thì những người dân trên đất nước Mỹ phải sao? Phải sắm súng để mà tự vệ. Anh chị hỏi giờ sắm súng tự vệ, nhưng mà bọn nó đông quá. Khi mà có tự vệ đi chăng nữa thì tới chừng mà cảnh sát tới là sao, mình đã bị hiếp dâm rồi, sao mình cũng bị cướp hết trơn tài sản rồi. Và cũng gần đây
gần đây nè, cái tờ báo, cái tờ báo New 247 nha, là ngày 6 tháng 3 2021, Florida chấn động, bốn kẻ da màu đập phá và cưỡng hiếp hai mẹ con chủ tiệm nail gốc Việt. Đây, nhưng đưa nè cho anh chị coi nè. Nè. Đó. Anh chị thấy không? Ngày 6 tháng 3 nha nè, có ngày tháng luôn nè anh chị thấy không? Ngày 6 tháng 3 2021. Đó. Florida chấn động, bốn kẻ da màu đập phá, cưỡng hiếp hai mẹ con chủ tiệm nail gốc Việt. Hồi nãy Nhiên quên dẫn cái link, Nhiên tìm lại cái bài đó mà Nhiên tìm lâu quá, thôi nghĩ không dẫn link về cho anh chị. Đó anh chị, thấy cái bọn phản động không? Thấy bọn bao que xỏ lá ở nước ngoài không? Lưu vong ở nước ngoài không? Ở trong nước mà có tình trạng như vậy, đúng không? Là bắt đầu nó chỏ cái mỏ về. Nó nói là đất nước Việt Nam không có an ninh, không có trật tự, không có văn hóa. Việt Nam vô giáo dục toàn là người toàn là hiếp cướp trộm. Vậy trên đất nước Mỹ nó giàu quá, 300 năm không có chiến tranh đó. Mà sao bốn người da màu mà nó đi cướp, rồi nó hiếp dâm luôn hai mẹ con chủ tiệm nail gốc Việt mình đó. Sao chẳng thấy bọn bao que lên nói gì hết vậy anh chị? Có phải bọn nói sao? Biết rõ mỏ về Việt Nam sống trên đất nước người ta, chúng nó biết thân biết phận, nó đâu dám ho à, nó sống trên đất nước của bên mà người ta, đất nước Mỹ á, bọn bao que xỏ lá lưu vong á, nó sống như một con chó à, nó ngu như một con bò, khôn nhà dạy chợ đó anh chị. Chị Trang như vậy đó, cuộc sống của bọn bao que là gì? Biết rõ mỏ về nước thôi, bốn tên da màu nhớ Mỹ đen đó hả à, vô hiếp dâm hai mẹ con chủ tiệm nail người gốc Việt à, ngày 6 tháng 3 2021, chẳng thấy cái bọn bao que xỏ lá lưu vong nào nhắc tới hả à. Anh chị thấy đi. Rồi tiếp theo nè, hôm nay mình nói về cái bọn bao que xỏ lá cho anh chị, rất khốn nạn lắm anh chị. Anh chị nào mà cùng đi với Nhiên á, lên không gian mạng á nha, bất cứ mà Nhiên vô trang bao que xỏ lá nào, bất cứ nó trơ tồi lắm anh chị. Bao que xỏ lá lưu vong á, bên ngoài nó rất là trơ tồi. Khi mà nó thấy Thái Ngọc Nhiên vô mà cộm cái thôi, nó nói là Việt Nam không có tự do, Việt Nam không có quyền con người. Vậy chứ Nhiên hỏi nè, Nhiên hỏi nó, mày trên đất nước Mỹ mày có tự do không? Mày có làm con người, quyền con người không? Đất nước Mỹ đó, tụi mày đi đòi quyền con người cho người Việt đi, nó coi tụi mày như một con chó đó, tụi mày không đòi đi. Nói vậy là nó chặn thôi nha. Con Châu Tâm, thằng Phạm Ngọc, bất cứ đứa bao que nào cũng vậy, mà thấy Thái Ngọc Nhiên vô cơm là bắt đầu nó sao anh chị? Nó chặn. Thứ nhất em nói, Nhiên nói cho anh chị nghe, Nhiên là một người nhà quê ít học, Nhiên sống với cộng sản. Nó nói Nhiên là bưng bôn, nó nói Nhiên là đảng cộng sản Việt Nam á hả, nhét cất vào đầu Nhiên à, đảng cộng sản Việt Nam á hả, nhồi sọ Nhiên và cả triệu người dân đó. Đây là cái hình ảnh của thằng heo ra banh, nó nói nè, Nhiên sẽ đưa cho anh chị nè. Bọn nó thường xuyên gọi là cái bọn bao que xỏ lá, là nó y một câu, nó y một câu y chang như vậy, không có không mà cái câu từ nào hết. Đây nè, Nhiên đưa nè anh chị nè, nè anh chị thấy không? Nè, Nhiên đưa cho anh chị coi nè. Không phải. Nhiên đưa cho anh chị coi nè, thấy chưa? Đó. Anh chị còn nhớ thằng Hai Đưa Banh này không? Hai Đưa Banh này cái thời điểm mà con đầu năm 2017 là Nhiên lên chửi con ơi mê lì, con phản động, con Tây Lai phản động lưu vong bên nước ngoài, là trong cái nhóm bọn phản động lưu vong Việt Tân đó anh chị. Nó để nè, Thái Ngọc Nhiên bị đảng nhà nước nhét cất vào đầu, Thái Ngọc Nhiên và hàng triệu dư luận viên ngụy cộng bị đảng nhồi sọ đó anh chị. Cái bọn nó ngu gì nè anh chị, anh chị biết không? Chúng ta là người dân Việt Nam, ông bà ta ngày xưa có ai nhồi sọ đâu, đúng không?
ông bà mình có ai nhòi sọ đâu, có ai trả lương đâu, mà tự nguyện hy sinh cầm súng lên để mà đánh đuổi giặc ngoại xâm, đất nước Việt Nam chúng ta dành trong tay giặc lại đó. Đất nước chúng ta, ông bà ta đã hy sinh, không nhận, không phải như cái bọn phản động. Ông bà ta tự nguyện là một người dân Việt cầm súng đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại từ trong tay giặc. Thì ông bà ta có ai nhờ sợ ông bà ta đâu, đúng không? Thì bây giờ con mình là con cháu, mình cũng giống ông bà mình. Rồi sao? Thấy bọn phản động, cái bọn giặc lưu vong bên ngoài, những cái tổ chức khủng bố bên ngoài, nó đang bôi xấu đảng nhà nước ta, nó bôi xấu hình ảnh Bác Hồ ta. Chúng ta là người dân, nhờ cái mạng xã hội này mới biết cái âm mưu của bọn chúng. Thì chúng ta tự nguyện lên đây đấu tranh vạch mặt cái bọn chúng ra. Chẳng có ai sai, ai biểu hay là tổ chức nào hết. Mình là người dân, mình lên đây sao? Đấu tranh chống luận điệu của bọn chúng lại. Đó. Để làm chi? Để cho chúng biết là mình cũng người dân. Nó nói là người dân trong nước, hay là anh chị em chúng ta lên đây đấu tranh là nói là dư luận viên. Mà thật sự anh chị với em chúng ta chả có ai hưởng được, hay là tổ chức nào sai biểu, hay là một cái nhóm, hay là bất cứ ai, mà chúng ta, anh em chúng ta tự nguyện lên đây để đấu tranh chống lại luận điệu của bọn phản động lưu vong. Chẳng có một ngàn nào, không có hưởng lương một ngàn nào, hay là một cục kẹo nào, hay là tổ chức nào đó. Anh chị thấy không? Đó là sao? Đó là người dân mà, nhân dân mà, vì an ninh tổ quốc mà, đúng không? Chúng ta phải bảo vệ, đúng không? Vì an ninh tổ quốc của đất nước mình muốn bình yên, thì chúng ta là người dân phải bảo vệ. Cứ lên trên không gian mạng này, một tiếng nói của người dân chúng ta là phải bảo vệ bình yên cho đất nước. Không cần ai sai, ai khiến, ai biểu chúng ta. Đó, chúng ta là những, là nói gót ông bà ta. Không ai sai biểu, không ai sai khiến, không có tổ chức nào. Chúng ta là tự nguyện, vì an ninh của tổ quốc, chúng ta phải lên tiếng để đấu tranh chống xuyên tạc của bọn phản động, của bọn giặc lưu vong bên ngoài. Đó, nó cố tình, nó bôi nhọ vào đảng nhà nước ta, chia rẽ đảng và nhân dân, bôi xấu Bác Hồ để mà làm xấu đi hình ảnh Bác Hồ của Bác Hồ và nhân dân. Đang chơi anh chị, mình là người dân, Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Thử coi người dân nào dám mà bôi xấu Bác Hồ. Nó thật lòng với anh chị, ở trong tỉnh An Giang chưa có thằng chó, con chó nào dám xúc phạm hình ảnh Bác Hồ. Thật lòng với anh chị, trong tỉnh An Giang chưa có thằng chó, con chó nào mà dám lên live stream mà xúc phạm hình ảnh Bác Hồ. Thách đó, nhưng thách thằng chó, con chó nào trong tỉnh An Giang mà dám xúc phạm hình ảnh Bác Hồ, găng nó không còn một cái để ăn cơm. Nhưng nó thật với anh chị, thằng Linh Nguyễn là nó ở tỉnh Kiên Giang anh chị, còn thằng Lê Thương hổng gầy sao rồi anh chị, thằng Lê Thương hổng gầy sao rồi anh chị, thằng Lê Thương nó xúc phạm Bác Hồ rồi sao rồi anh chị, thằng Lê Thương hổng gầy nó xúc phạm hình ảnh Bác Hồ rồi sao chị, anh chị. Thằng Lê Thương hổng gầy nó xúc phạm hình ảnh Bác Hồ chúng ta, nó trốn đâu rồi anh chị? Nó ở quận Gò Vấp. Nó ở quận Gò Vấp. Chắc các anh em mình đi tìm nó, chắc cũng bẻ răng nó hay gì rồi. Hổng gầy thấy nó im ru rồi, không thấy nó live stream nữa. Đó. Còn con già này nữa nè, con già Ngọc Nguyễn này nè, mới live cách đây 3 giờ nè anh chị. Con già nè, con quỷ cái già này nè, đó, trong tổ chức của thằng Đào Minh Quân nè,
mẹ già khu cu đế á. Tự nhiên bắt lớn lớn rồi nó nói gì á, già khu cu đế á. Đây con này đây, già khu cu đế đi đứng là không nổi, bày đặt chống cộng. Mẹ nghèo quá gớt mồng tơ, ở nước Mỹ nhìn thăng tàn ma dại nè, chị thấy không? Nó ở nước Mỹ mà nó thăng tàn ma dại nè. Vậy đó, ăn còn không có mà ăn nữa, bày đặt đi chống cộng, đi lừa đảo những cái thành phần ngu ở trong nước. Đó, cái con này nữa nè, thành phần ngu, những con bò ngu ở trong nước á, để mà bị cho nó gạt, nó dắt mũi. Nè, anh chị thấy chưa? Nè, nhiều lắm, cái bọn nó nhiều lắm anh chị. Chào anh chị, đi xuống nha anh chị.